Anh trưởng thôn nhiệt tình. Nó sẽ không bao giờ bông được như thế này. Vâng. Kính chào quý khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh Nùng Vlog. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với cả cụ ông 80 tuổi cũng như là kênh Nùng Vlog, là ngày bắt đầu khởi công để sửa lại ngôi nhà cho cụ ông ấy. Thì ở ngoài này thì các bác đang chuẩn bị cát xi để chuẩn bị đảo vứa và làm cái nền nhà cho ông. Chào chú nhá. Trong đấy đang làm rồi chú. Hôm nay mưa to quá. Mưa quá nhỉ. Ở đây lên trên này ghi hình bao nhiêu lần rồi thì hôm nay là lần đầu tiên mà có những cái hạt mưa. Lên trên này thì mới bất chợt có cơn mưa thôi, nên là chả chuẩn bị được cái gì, nhặt được cái túi bóng này. Bây giờ mình đảo à chú? Đang đảo à? Đổ chưa? Đổ được tí nào chưa? Chưa. Chưa được à? Chưa được. Dạ vâng. Trong này là xi chứ nhỉ? Xi đang sẵn mặt bằng. Bây giờ sẽ di chuyển vào trong kia. Làm trong vòng một ngày đấy. Nhưng mà mưa quá. Ôi vướng quá. Chả cần nữa đâu. Ở đây có mấy chai nước cho mấy bác thợ. Nghe anh trưởng thôn nói thì hôm nay có khoảng đâu đấy hơn gần 10 người để giúp ông làm ấy. Ở đây thì anh trưởng thôn tìm được thợ này để làm luôn trong ngày. Hôm nay là vừa dọn đồ, vừa san mặt bằng và vừa giải nền, đổ nền luôn. Còn ngày mai khô thì lại sẽ di chuyển cái đồ đạc đi vào nhà giúp ông. Ông nhiều đồ lắm, tại vì rất lâu rồi chưa dọn ấy. Tranh thủ vào thời điểm mưa này để có nước trộn đổ vữa. Ôi con bò này gầy quá. Gầy. Ông đây. Ông đang ngồi làm gì đấy? Cháu chào ông nhá. Ông, cháu chào ông ạ. San lắp được. Đây, chỗ này làm bằng hết rồi. Ông nằm máu chưa? Nào là? Nào châu là ăn no rồi. Ông ăn no rồi. Đây, đây là đồ đạc mà chuyển hết ra ngoài này này. Đồ nền các thứ thì cũng đổ hết ra bên này. Gọn hết rồi, dọn hết rồi, xong xuôi hết rồi. Tí nữa đợi các bác thợ lên thôi. Sáng nay dọn lấy mặt bằng. Đây này, đồ đạc được dọn hết ra ngoài này. Nước có mưa cho nên là nước đầy luôn đây này. Nước tràn luôn. Giờ trong này bằng phẳng luôn này. Gọn gàng. Đây có cái đường. Mấy đứa làm lại cái vách bên này. Giờ bị gió, mưa. Cái phòng ngủ của ông cũng gọn gàng hết rồi này. Tương tấp hết rồi. Đập cái bếp cũ này đi rồi. Giải ra sau này sẽ rất là sạch và gọn hơn nhiều. Chỗ này rộng rồi, mới đặt giường thoải mái. Đúng rồi, đặt giường vẫn giường góc cũ này thôi. Chắc bác các anh thợ chưa đi làm. Bây giờ là 1 giờ kém thôi. Chắc phải một tí nữa. Nhưng mà đằng ngoài kia là có anh kia ra sớm nhất rồi. Thế là giúp ông sửa sang được ngôi nhà rồi. Bớt phần nào về cái mùa gió, mùa mưa. Con bò ông đâu? Con bò của ông đâu? Không, không để vấn đề kia. Cá cỏ cho nó. Cắt cỏ cho bò. Vâng. Giờ mấy nữa cháu sửa chỗ này nữa ông ơi. Mấy nữa cháu sửa chỗ tường này này.
cháu lấy gỗ cháu sửa lên, gắn lên, nó bị hỏng. Chỗ này là bị hỏng đấy, không phải là cái cửa đâu. Tính ra nhà ông nhiều cửa thế nhỉ? 1 này, 2, 3, mấy cái cửa? Đây là hỏng, chỗ này là hỏng. Chỗ này nọ là vẫn có gỗ phần này mà. Ngủ chỗ cũ này nhá. Vâng, thế mấy nữa cháu đặt rồi, cháu đang làm cái giường rồi, nhưng mà cái giường chưa xong. Tùy rằng á. Cháu ông một cái giường to nhá. Cái giường này hộp. Để cái giường ở đây. Để chỗ cũ rồi, ông ngủ quen ở đây thì để đây. Với cả khu vực này mưa nó không hắt vào được. Khu ngoài này mưa vẫn hắt vào. Ông cũng đang đi ngắm nghía mọi thứ. Đây, sáng nay phải mười mấy người chứ anh nhỉ? Sáng gần như là thế là người là toàn bộ là người trong làng hết à chú? Người trong làng hết thôi đúng không? À, người trong làng ra. Ừ, đúng rồi, cái gì cái củi này này thì là không dùng rồi. Cái gì không dùng nữa thì ông mà không dùng nữa thì lại bỏ đốt thôi, dọn. Trộn vứa ở đây luôn, đảo vứa ở đây luôn. Bây giờ là 1 giờ rồi, các bác đang làm luôn thì làm cái nền này là trọn gói luôn, gọi là thuê các bác ở trong làng này là tạo công ăn việc làm cho các bác luôn. Cũng xa phết nhỉ anh nhỉ? Ừ, xa. Có 2 xe rùa thôi à? Đi kia đang lấy 2 cái lên. À, 4 cái xe. Nước là lấy ở đâu hả anh? Tét trong bể này đúng không? Vâng, nước mưa nhỉ? Mình đang sử dụng nước mưa. May quá hôm nay hôm qua mưa cho nên là nước nó về cũng khá nhiều. Đỡ được phần nào. À, trên này mưa cũng không phải là mưa to ồ ạt đâu, nó cũng chỉ như này thôi. Về đêm thì nó sẽ mưa dồn dập hơn một tí nhưng mà cũng không ăn thua. Bể thẳng à, bể thẳng không khỏe thế, nó lỏng lẻo rồi. Chưa có ăn được gì nữa gì vừa ông còn nhấc được một bên cái góc nhà rồi đây. Thẳng rồi ông. Ông tí nó lại trượt mất sang bên này. Nó trượt ra đây ông ạ. Thẳng rồi, được rồi. Thẳng rồi, tí nó lại ra hết bên này. Được rồi ông ạ, thẳng rồi. Đấy, xe rùa đẩy vào trong. Lấy cái cầu à anh chào anh nhá, anh trưởng thôn có cái ván để chạy qua cũng được. Hôm nay chắc xong được đấy nhỉ, nhưng mà tới muộn đấy nhỉ. Sáng nay là sớm, sáng nay không mưa lúc à, rồi cho anh cái lúc đấy là chưa mưa à, chưa được, trên này còn nắng ngay luôn đấy. Lên lên bây giờ chắc tạnh rồi nhỉ, về chiều lại tạnh rồi, sắp tạnh rồi. Sáng nay nhiều người, sáng nay à dọn đồ nữa xong là bảo chiều đấy, bảo là thôi anh em nghỉ một số thôi, để một số một nửa làm thôi. À, sáng nay phải 10 mấy người nhỉ? 16-17 người. 16-17 người. Thế đông ấy. Thế huy động cả bản nữa chứ nhỉ? Người trong làng hết rồi chứ? Người đâu? Có mất kế gì ta? Mất kế là xây đó cái gì? Ai kì... Cái gì? Đúng không nào, em bảo là bốn này à. Chỗ nào đáng nhỉ, ở đây. Ui ơi bốn bé còn nên nháy cơ. Thôi ui rồi. Xe còn chưa chạy đâu nhá. Xe còn chưa chạy, chú định test luôn một vòng rồi đấy. Dạ. Cho lên trên này luôn, cho vào luôn. Bạn này lên được không? Được cái nhỉ? Trộn rồi đúng không? À, trộn rồi. Cố lên! Cái này trộn xi rồi, bây giờ vào đây chỉ cho nước vào là đảo.
Đằng sau lại một gian nữa. Đằng sau lại một gian nữa. Nhà ông là mỗi gian là phải có cái chỗ này ngăn này thì khó di chuyển. Ra tới đây nhấc cả cái xe đi luôn. Nhấc được không? Nhấc được. Ra tới đây lại nhấc sang bên kia. Xong đổ. Nhấc xem có được không? Được. Tí nữa từ bên đầu bên kia nhấc luôn sang bên này cũng được. Đây, bên này cháu nhấc cho bác. Bác đi à? Úi, không được rồi. Thôi không cần bánh xe nữa đâu bác ạ. Đây, cứ có một người ở đây nhấc hộ là được. Cháu ở đây cháu nhấc hộ cho. Ok, cái đất lên là được mà, làm cái đất. Tạo ra là không được. Sai, một lớp đấy. Tao biết lưu cho hai mớ. Bây giờ chết được. Thiết kế để thế nào đi. Đi xong lại bị vướng mất con kia rồi. Đây anh. Đây. Anh xem xe của anh có khỏe không? Úi được, khỏe. Đúng chuẩn anh trưởng thôn đây. Ở chỗ này có đổ không anh? Dạ. Chỗ này này, đổ hết đúng không? Chỗ đấy kệ nó, cứ đổ dày mới đứng được. Vâng, trường chỗ bếp ấy. Đổ hết. Vâng, khu bếp để ông dùng thôi nhỉ. Ông Vân nấu nướng các thứ mà. Khỏe đây. Như này mười mấy tuổi em? Hai mấy rồi chứ? 20 à? Có gia đình chưa? Có rồi đúng không? Cố lên. Có mấy đứa rồi? Được rồi. À, thế hai đứa mới phải khỏe. Một đứa cho nên hơi yếu. Đây cái dao đóng. Xe bác khỏe đấy. Bốn người đẩy. Và ngoài này thì có cả ba đồng chí đang trộn. Chào các đồng chí nhá. Anh khỏe, thanh niên ở trong làng hết nè. Chính mà hôm nay phải phụ hồ. Từ thợ chính chuyển xuống phụ hồ. Nhanh tay. Nhưng mà mưa được cái là có nước, nhưng mà lại bất tiện mình làm một tí nhờ. Thôi cố gắng. Không cần áo mưa à? Kiểu gì tí cũng ướt thôi mà đúng không?
À, dân chơi không sợ mưa rơi. Đúng chuẩn cái câu dân chơi không sợ mưa rơi rồi. Mặc áo mưa vào đảo nó hơi khó đúng không? Nóng. Mùa hè nóng cũng đổ mồ hôi, cũng ướt quần áo, mà mưa kiểu gì cũng ướt quần áo thôi mà. Để ăn sẽ không có luôn. Nước nguồn á, chỗ đấy. À, nguồn bé. Bây giờ sẽ chuẩn bị trộn đảo. Nước thì đằng này rồi. Nước mưa. Nước mưa, sử dụng nước mưa cũng rất là may. Vào cái lúc khởi công thì lại đổ cơn mưa, đổ cả ngày này. Thì tích trữ được rất là nhiều nước, không thì đi sẽ phải đi lấy nước ở một đoạn khá là xa ấy. Cũng rất may cho hôm nay là có được nguồn nước ở rất gần. Chín năm rồi. Chín năm à? Vâng. Chín năm. Anh trưởng thôn sinh năm 95. Em bằng tuổi. Bằng tuổi. Mình làm trưởng thôn lâu chưa? Em làm được 4 năm. 4 năm ô. Thế là từ lúc hai mấy tuổi là làm rồi à? 28 rồi. 2018, tới lúc đấy là có 20. Có 20 mấy tuổi thôi nhỉ? 25 tuổi. Làm trưởng thôn. Bà con tin tưởng, tín nhiệm thì bà con tin tưởng, bà con mới giao nhiệm vụ trọng trách cho chứ. Phải đấy. Mấy nữa cho làm trưởng thôn khác. Mấy nữa cho làm phó trưởng thôn. Xem lại như nào. Kế nhiệm lại trưởng thôn ở đây rồi. Đúng rồi, giờ sẽ đổ nước vào và trộn. Xong rồi trộn. Không có ống nước, ở vòi thì vẫn có nhưng không có ống nước. Vất phết. Yeah. Đấy, có một cái xô. Nếu có ông mà có vòi nước nhỉ, có ống nước nhỉ. Đâu? Ống xong dẫn vào trong kia xong bật vòi cái là đi luôn nhỉ. Có ống nhựa. Đây, nước vẫn đang chảy vào sò đây này. Toàn bộ là nước mưa ở trên mái đổ xuống đấy. Hứng bằng cái tre, nửa cái tre trẻ lại. Và toàn bộ nước mà rơi từ trên ngói xuống ấy thì toàn bộ là sẽ đổ hết vào cái tách nước này. Không một giọt nước nào có thể rơi xuống cả. Từng giọt nước quý rơi túc tắc. Cái này không thành rồi, cháu ấy lại cho ông cái này mà. Cháu lấy gỗ, cháu gắn hết vào chỗ này cho ông rồi. Cái này không thành rồi. Không thành rồi. Vâng, cháu cho gỗ vào chỗ này này. Hết vào sang bên này. Kín lại, cho kín lại, đỡ gió ấy. Chủ yếu là gió hùa từ bên lùa từ ngoài kia vào đấy. Sử dụng cái ống nước này thì dễ hơn, đỡ bị mệt hơn. Đỡ mệt hơn. Bằng nhau à? Bằng nhau. Có lửa, bật lửa nhỉ, hơ lại. Đúng rồi, con lửa nhỉ. Bật lửa hơ lại cho nó nóng. Không thì vót vót cho nó mỏng lại. Hơ lại cho nó dẻo hoặc là vót. Ui. À đâu. Lâu này này. Lâu lâu đúng lâu rồi. Ủa, lại không ra rồi. Anh đang buộc lại. À. Này nước vào tận bản luôn rồi. Vào tận nhà luôn. Không phải nhấc gì. Cái này thoải mái đủ như thế này đấy.
Đi nhắc hơi chơi bài nhất. Cái này nhỏ hơn cho nên là chỉ cần vài xe thôi là đủ rồi. Đây là phòng ngủ. Đúng rồi. Phòng ngủ của ông. Phòng ngủ của ông là chỗ này. Chắc đây ngày xưa là bếp đấy nhỉ? Đúng rồi, ngày xưa. Đây thấy chỗ trên này đen đen này. Có cả cái bếp cũ nữa. Sẽ là cái bếp. Úi rồi. Mất rồi. Vâng. Đấy, nước về bàn luôn rồi đấy. Đỡ phải sạch. Đỡ phải sạch. Nước này, nước mưa này sạch hơn nước nguồn, nhưng mà bờ lô này thì nó có cái cọng rồi. Nó có cọng đen đấy nhỉ. Cái máy tôi này nó độc. Đúng rồi. Cái bờ lô này cũng nó độc. Để ý một tí nước lại nhiều quá. Nó lại nháo quá đấy. Trộn vữa. Trộn là trộn số lượng lớn đấy. Chỗ này để làm cái bếp vẫn là chỗ cũ này thì dài ra tới đây. Lúc nào bảo ok cháu đi tắt nước cho nha. Tắt được rồi đấy. Tắt được rồi đấy, nhờ nhiều rồi đấy. Thì thiếu lại thiếu dễ sửa hơn. Và ngấm dần. Thích nhất là cái trộn trộn này. Không được đâu. Cũng rất là thích xây dựng như này. Nhiều nước đấy nhờ. Chắc không nhiều đâu, không nhiều đâu. Nhiều thì mình lại lấy xe lại đổ vào đây xong lại chắc vào đây thôi. Không sao. Không nhiều đâu, cái này không nhiều đâu. Ngắm dần. Ở đây kênh kênh hộ cái này nhá. Ok. Em xử lý chỗ này cho. Ừ, kênh vỡ ao là gọi mọi người ra bắt cá luôn nhá. Để em nuôi cá tầm ở đây. Nhau quá, không thể làm được cái này. Bên này khô này. Bên này ít này. Sắp xong chỗ này rồi ông ơi. Em bật nước luôn để vào bên kia luôn nhá. Vâng vâng. Có lấy một cái chậu luôn. Có hai cái mà. Chỗ đây có hai cái mà. Nhanh mà. Chỗ này bây giờ nhanh lắm. Lâu là lâu ở lúc chuyển thôi nhờ. Lâu lúc chuyển thôi. Đây. Này còn dễ tiện rồi đấy. Nhiều nhà còn tận đỉnh đôi. Cũng may là có nước thôi, không có nước thì cũng phải... Không có nước thì... Cũng may, rất may có mưa nhỉ. May thật đấy. Đấy. Hôm qua có mưa to không? Mưa bé à? Nhưng mà cũng tích được một tách nước rồi nhỉ. Tích được nhiều. Đây, ống này không tới đây rồi. Không, không, hết cỡ rồi. Ống này hết cỡ rồi. Nó rồi, quá răng rồi.
cày, đây là cày thịt bừa. Cho thêm nước à? Đây. Sao chuyện luôn. Khi nào bảo ok bảo em dừng nhá. Anh Trường, anh Trường thôn có trong đội xây dựng không đấy? Có mà. Có à? Nhà này anh chị làm hết đấy. À, cái nhà to kia anh chị làm à? Ừ. Có tự làm thế phải thuê ai không? Có chứ, phải thuê thợ đấy. Thuê thợ nữa à? Được chứ anh? Chắc là gần. Được rồi. Được nhá. Không đủ cho tiếp. Hai thứ thân hả? Này mà ống nó dài một tí thì hay nhỉ, đẹp. Chắc phải cho lên đây, rơ vướng. Ui, đâu để chứ? Hả? Đâu để chứ? Đâu để chứ? Quá nhiều. Quá nhiều. Năng như làm đường rồi đấy. 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 Nhanh lắm. Sắp xong gian này rồi. Đúng rồi. Giải mặt bằng. Như làm đường bê tông ấy nhỉ. Đúng rồi, có ủng hay không nó ăn chân đấy nhỉ. Si biết ăn chân mà. Ông đang xem. Xem các cháu làm thế nào. Làm xong cái nền là sạch sẽ hơn rồi nhờ. Nó gọn gàng để đồ các thứ nó không sợ. Rồi ông đi lại các thứ nó dễ hơn. Như phơi thóc. Phơi thóc với ngô. Chắc đều vào trong này cho ông rồi. Đâu, chỗ này á? Chắc. Sao ông dùng cái bếp to này sao ấy? Chả thấy ông dùng mấy. Cái đấy chắc là... Cho bò ăn, ông toàn cho bò ăn kiểu ngô với cả cỏ thôi mà. Ăn sống luôn, không thể nấu. Ông nấu, ông nấu bằng cái nồi thôi. À, nồi nhỏ thôi nhờ. Mình lá cái này vào, ông nấu được không? Sợ nó... Nó không chịu gì đấy. Nó nổ với nhờ. Nó nổ. Thế chắc để một góc ở bên kia không không tráng hay như nào đấy? Không, cái tráng hết đi. Tráng hết à? Tráng dày hơn đúng không? Nó có chỗ ở... Thế là nó cũng nổ mà. Vâng. Cho đất chứ. Cho đất hoặc cho cũng được. Con người em nghĩ là để một cái hố ấy. Ui, sáng nay đây đợi cái này của ông đi á. Không biết là đây. Sáng nay có cái bếp vật nhỏ nhỏ đây à? Đó là cái kiềng mà. Không có một cái có đất hay sao ấy, nên nhớ là có một cái bếp đất hay sao ấy. Không có bếp đất nếu mà không là xong thì mua cái kiềng cho ông. Cái kiềng đúng. Tròn tròn hơi vâng. Trăng rồi ấy. Ờ, hình như ông có cái kiềng thôi mà. Không phải kiềng đâu, cái đất ấy. Cái đất, cục đất à? Ừ, à, thế tôi lấy cái kiềng đi. Nó lên mua cho ông cái kiềng, đỡ phải làm cái đất đấy. Cái kiềng tròn tròn kia đấy. Vâng. Không, chỉ cần một bếp thôi. Lấy gì mấy đâu. À. Như đường cao tốc. Không trơn là làm. Đúng rồi, cái này mới không trơn này. Không làm không đánh bóng đâu, đánh bóng trơn lắm. Đánh bóng trơn đấy, ông biết ngá thì thôi rồi. Cái này nhiều khi là mình không cần đánh bóng, còn đợi nó đánh bóng thì nó làm trắng tinh nó mới đánh bóng. Đánh bóng á, nhiều lúc trơn ông không đi giày đi dép ấy. Trơn nguy hiểm lắm. Không cần mịn quá. Chỉ cần nó nhiều khi nó không bao giờ biết đâu. Nghĩa là nó không đánh bóng thì nó
hơi ẩm ướt các thứ nó không biết trong một hơi không vâng còn đúng rồi không biết bốc hơi lên đọng nước lại ấy nhỉ, hút hết rồi. Còn xe bên này thì lại chuẩn bị sang gian bên này rồi, cứ 3 phút được một chuyến nhỉ. Khỏe lên kiểu gần như xa phết xa nhỉ. Xa mà, từ ngoài kia vào đây xa phết. Mà có xe rùa ấy. Điệu thì mới mệt nhỉ. Điệu thì mới hỏng. Cái chứ bà xoay đi nhá. Cái bà xoay cho qua. Cái chứ áo thú tàu, xe ha. Cái chứ tàu này. Mình giờ làm lâu thành thợ chính rồi chứ anh. Ui, mình chỉ làm một nông thôi. Không đi. Không đi. À, chưa mình nhận à. Thương là đi làm thủ tục anh em thôi. À. Dạ. Thì cho nó trơn đấy nhỉ? Như này là không trơn rồi. Còn bóng thì là trơn ngay nhỉ? Đấy, làm thế này nó không bao giờ trơn được. Nhưng mà bây giờ mình lấy cái bay sai cái đằng là nó sẽ bóng luôn đấy. Bóng á. Nhỉ. Yeah. Bóng. Không cần làm đâu nhỉ. Nên làm bóng hay là làm như này nhỉ? Không làm như này là an toàn. Làm như này không trơn đúng không? Ừ. Thì lấy cái làm là bóng luôn đấy. Thử xem, thử lấy cái. Bóng cái... là sợi trơn trơn luôn. Đúng rồi, bóng sợi trơn. Cái này là bóng này nhỉ? Ừ. Bóng sợ trơn nhưng mà mịn hơn, bóng hơn. Đây, mịn hơn. Thế dùng cái bàn kia thôi nhỉ? Dùng cái bàn kia. Anh nghĩ phương án nào an toàn hơn? Thì dùng cái bàn này là an toàn nhất rồi. An toàn nhất thì sử dụng cái này thôi, tại vì dùng cái này thôi nhỉ? Vâng, trơn bóng quá thì đẹp ấy nhưng mà trơn nhỉ. Ôi, ngày xưa nếu ông nói làm nó toàn làm bóng xong là. Vâng. Chơi xong là về sau lại phải đổ lại. Thế thì làm dùng cái bàn bên kia đi. Để làm đừng không cần làm trơn đâu.
đẹp là đúng rồi, nhưng mà rất trơn. Ông lại có tuổi nữa chứ, thì trơn trượt các thứ cũng rất nguy hiểm, cho nên là chọn là phương án làm như này đi. Nó tuy nó không mịn bao nhiêu nhưng mà cũng đẹp rồi. Nó nhiều xì là nó sẽ không bao giờ bông được như thế này. Vâng. Đấy, đổ dày một tí cho ông ở chỗ đấy thôi. Bếp cho dày tí cho được lâu, khó hỏng. Sâu khu đấy sâu. Sách thôi cho gần, sách cho nhanh. À, múc trong cái đây có cái sách này, múc chỗ này. Đúng rồi, lấy nhanh lắm, chỗ này gần mà. Chắc 2 xô được đấy à nhỉ? Một xô. 2 xô đi. Chỗ này mình phải lằng nhau một tí bởi vì chỗ này nó khô. Khô. Có cần thêm xô nữa không? Để tí nữa nhé. Đấy, xuống đấy. Xuống đấy. Đổ bên này, đổ luôn bên này. Đổ luôn bên đất này. Cho nó hút hết cái này. Cố lên anh. May mà tạnh còn mát nhờ. Nếu mà nắng nóng thì lại ra mồ hôi. Hôm nay trời cũng thường đấy, cũng đẹp đấy, cũng thương đấy. Trời cũng ủng hộ đấy. Thứ nhất là cho cả nước này. Thứ hai là mưa xong là mát mát như này, làm lại không bị nóng. Đó. Đang làm đấy. Chào anh nhá. Vâng. Tay lên đi. Dạ vâng, anh em. Anh dạ vâng. Cứ bảo là định làm nhưng mà ông lại không. Ông bảo không muốn làm. Thế là đổi phương án là đây cái vách bên này thì hỏng hết rồi đây thì dỡ ra, đóng vào. Đặt hết rồi. Với cả trong cái giường bên kia nữa. Ông đặt thôi vẫn còn một gian đi ạ. Vâng, cái đấy bếp. Bếp. Sau này rộng chứ. Rộng phết đấy. Gần 80 mét vuông mà. Nếu mà đổ cả hiên vào này 95. Thợ mộc về làm cho ông đúng không? Vâng, gọi thợ mộc rồi. Đó hết rồi. Đó hết rồi. Vâng. Thay lại mới hết à? Vâng, cái bên này thay cái mới, thay vách này thôi. Cái vách này thủng hỏng rồi. Thôi không thủng nhiều. Vâng, chắc cũng lâu rồi chứ đúng không? Lâu rồi, mình lâu. À, vâng. Bây giờ không có đùn 231 đấy. Bây giờ chỉ đùn tả khâu thôi. Thành đùn tả ra khâu rồi. Ngày xưa là đùn cũ đấy nhỉ? Xưa cái nhà này không phải quay hướng này nhưng mà sao ông chú em trai của ông này ở bên kia chuyển. Vâng. Thì bên kia về. Đây ông đây. Nhất chứ ha? À, nước. Anh uống nước anh. Có nước trong này. Ơ, lâu xuống là
Các bác cán bộ là người Mông hết à? Vâng, người người đấy luôn nhỉ? Tất cả, nắm bắt được hết. Vì bọn anh ấy, dạ. Bao nhiêu dân tộc thì mình phải nắng được một tí, biết vâng, một tí. Vâng, nói chuyện được, dễ mới dễ nhỉ? Thế mới gần dân, dễ. Đi chào y đúng không? Chị 1944 à? Bắt đầu hoàn thành gian thứ hai rồi. Gian này là gian phòng ngủ của ông. Trong nhà thì ra ngoài nữa rồi. Các bác ở chính quyền ở xã thì cũng đã ra đây để thăm hỏi và xem cái tình hình thì cũng rất được nhà nước và xã quan tâm rất là nhiều luôn. Còn Huy và anh Tuấn là tính thêm một phương án nữa là làm thêm một cái mái sang bên này này. Ông bảo là mưa, gần như là mưa nó đẩy từ bên kia sang là hất thẳng vào trong nhà. Thì Huy và anh Tuấn là sẽ tính làm một cái hàng mái, mái hiên bên này này để mưa khỏi hất vào nữa. Đúng rồi, ông cái khu vực này ông sẽ để củi. Là tình xong xuôi hết chỗ này rồi, Huy và anh Tuấn sẽ lên đây để làm cái phần hiên này. Ông cho con bò ăn à ông? Cho con bò ăn à? Cho con gà. Con gà mía. Gà mé, gà mía. Gà mía của ông. Hay là con gà dương mình mang cho ông nhỉ? Đúng rồi, ông bảo là ăn, ông bảo ăn một con, còn một con ông đang nuôi. Còn đây là phòng ngủ của ông thì xong rồi. Giờ nhìn lớn, nhìn rộng nha. Rộng ra bao nhiêu? Sạch, thoáng. Sạch, thoáng mát. Thoáng mát. Dài như này là hợp lý, không bị trơn. Nhưng mà vẫn rất rất là bằng phẳng. Gần đủ rồi đấy. Sắp hết chưa? Sắp hết cát chưa chú? Vẫn còn à? Vẫn còn. Vẫn còn. Ở ngoài này cơ. Trong này phải 1 tiếng nữa mới xong ấy. Trong này rộng nhất rồi con nhà. Khu này là rộng nhất. Hai gian này đang cuối cùng. Hôm nay vẫn xong được nhà. Hiện tại là 3 giờ. Chắc phải tới muộn. Thôi hôm nay làm việc từ sáng sớm nha. Sáu giờ làm tới nghỉ trưa một tiếng. Thế là công việc xong trong một ngày đấy. Nhiệm vụ xong trong một cuối cùng ở trong nhà. Bơm nước nha, được chưa? Ông cầm cái gì đây? Hả? Hả? Ông cầm cái gì đây? Đỡ cái này, cái máng. Nước á? Cho nước vào kia. Có hết mưa rồi mà. Hết. Tất cả nước ở trên... Nó bị hỏng à? Vâng. Tất cả nước mà đổ lên trên mái là... Trôi hết vào, dồn hết vào bên kia. Tận dụng những cái cây tre đây này. Rất là nhiều. Là que để chống. Ui giời, chết rất là nhiều cái ống nước luôn nha ông à. Máng nước à. Theo một đường
tất tần tật về hết về, một chỗ. Dẫn về đây. Dẫn về bể. Dẫn về bể, về tanh nước. Cứ một cơn mưa là nếu mưa to mưa lâu thì sẽ đầy được cái téc. Tí nữa đổ hiên này sẽ dùng cái téc này thôi. Ui ui. Nước này khả năng vẫn sử dụng sinh hoạt đấy, ở trên này bắt buộc là thế rồi. Anh trưởng thôn nhiệt tình. Vâng, ở đây hết nhỉ. Di chuyển hết rồi. Như chỗ bản lầu em là cũng có mấy hộ xuống đấy, nhiều phết đấy. Anh em ở bản lầu à? Vâng, bản lầu Lùng Vai. Hiện tại là có 44 hộ. Khỏe cũng đến nặng đấy. Ông cứ ngồi đi để các cháu làm. Ông cứ ngồi đi để các cháu làm. Ngồi uống nước thanh niên. Uống nước. Tí nữa. Nhà mình ở đâu? Gần đây. Người dưới này à? Em tên gì? Em tên Mìn. Mìn à? À, Mìn. Tên Mìn. Có biết nổ không? Hả? Mìn là... Không nổ, con nó nổ không? Cho mẹ không nổ đấy. Tôi nổ thôi. Thôi tôi mới nổ. Mẹ không nổ đâu, mẹ không nổ đâu. Ngày chưa nổ được. Phải gặp ngòi mới nổ. Ngày phải xuống nào cay vào khu nào nóng 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 người ra cứ kim nổ tí. Giờ là lấy mặt bằng thôi. Mặt bằng. Cũng rộng phết đấy. Khu này một đống đó. Khu này làm nghiêng nghiêng sang dốc dốc sang bên này để nước trôi sang bên này nhỉ. Trên này bây giờ để cao một tí. Cao một tí. Thế để để em đi cùng một chuyến nhá. Đua không? Em mình đua không? Đường hẹp không đua được à? Đi đi trước đi. À, mình cũng chạy khoảng vài chuyến. Em mình. Ui. Xa phết. Từ nhà ông ra đây khoảng hơn 100 mét rồi. Tầm 200 mét đấy. Ui, đụng đi nhanh thật đấy, đuổi không kịp luôn. Xe mình hơi chậm. Xếp hàng, xếp hàng. Anh cứ để xe em nhiều nhiều vào nhá. Đầy xe vào. À, xe này cảm giác đi dễ hơn rồi. Xe của em, riêng xe của em anh cho đầy nhất nhá. Hả?
Xì á, à? Không biết. Giờ trong nhà xong hết rồi, còn ngoài thôi. Cố chỗ nào thiếu thì mình lấp vào. Bóng thì không dám bóng rồi, sợ trơn đấy. Trơn đấy. anh có cần lên trên này nữa không, em đẩy luôn. Xe này nặng đấy, nhưng mà tại mưa đó. Mìn ơi, đợi anh với. Mìn đi nhanh quá. Đuổi theo mìn. Cũng nghề lái xe rùa này cũng không phải đơn giản đâu nhỉ. Xe có đúng một bánh. Nó còn dễ nhờ. Đi đường đất nó thì úi giời ơi. Thôi rồi. Ý giời. Ông đi cẩn thận nha ông ơi. Ông còn khỏe leo lên cầu thang rồi. Trên gác này luôn, khỏe quá. Ông đi lấy cái gì đấy? Tối ông ngủ trên này. Tối tạm ngủ tạm trên này đấy. Nó mọt nha, cẩn thận nha ông ơi. À, cái ván gỗ cứng này. Hơi dễ ăn tôi đấy. Xuống đây đi mình chút, cái thừa kia chú đã giải được một tí rồi đấy. Được cả một đoạn rồi. Thì đưa nước ở đằng này chắc lấy cái tách kia thôi nhỉ? Vâng. Gần hơn. Cái đằng trước này này. Đẹp luôn rồi. Gần như trong nhà là hoàn thiện hết rồi đấy. Còn gian kia bây giờ cho nó bằng phẳng nữa là xong rồi. Nốt phòng khách nữa. Khách hiện tại là 3:30. Như theo như tiến độ như này thì khoảng 6 giờ là sẽ xong. Là mai chỉ cần đợi khô để chuyển đồ vào thôi. Đồ ông cũng nhiều lắm đấy. Đồ mấy nữa anh xử anh. Đúng rồi, anh xử lý. Anh xử anh gọi người. Anh xử là anh xử lý hết. Hơn qua một nửa rồi mà. Chắc còn tầm 20 bao xi thôi. À không tới. Dày quá. Đấy, bớt ra. Dày quá. San bớt ra ngoài này. Sắp hoàn thành. Đẹp không ông? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp rồi. Đẹp rồi nha. Đẹp rồi. Hết nước rồi. Hết rồi. Hay là bị cao quá. Cao quá. Hay là cao quá nhỉ? Chưa thấy đâu, nhưng mà cao quá. Cao quá thì cao quá rồi. Hết nước rồi. Có rồi. Cao quá rồi. Có
Còn nhiều, còn nửa, còn nhiều ấy. Thế một tép này là đủ làm nhờ. Còn nhiều mà, cao quá thôi. Cao thôi. Cao. Ôi, thế là tép này vừa đủ. Vừa đủ để làm. Không tốn nước rồi. Xây nhà mới tốn. Cát nó ướt và nó không khô đâu. Vâng. Cát nó ướt sẵn rồi. Không cần nhiều nước cho lắm. Cao quá, không như nào nó khí nhỉ. Mọi người thấy cái đằng sau cái bên này không? Cái con gà là con mà đợt nọ Huy và anh Tuấn mua lên cho ông ấy. Ông chỉ ăn một con, còn một con ông để lại ông nuôi này. Đây, đúng con này luôn. Ông bảo con gà mé. Cú 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 cú. Sắp thành gà ta rồi. Hơn một tháng rồi đấy. Giờ thịt nó ngon hơn nhiều rồi. Cú cú. Chắc mình nữa mua mấy con gà cho ông nuôi để ông thịt dần. Vài con. Mua con lớn lớn rồi nhỉ. Tầm trung trung về thả. Thời gian là ăn được rồi. Ừ, yếu yếu dần đi. Vào cái mùi này. Vâng. Mưa này con chó. À, chắc ông biết thổi đấy. Ông biết đấy. Ông biết đấy. Cái kèn đấy. Ông biết thổi kèn đấy. Vâng. Phần cuối là chỗ hiên đằng này là xong rồi đấy. Thế là xong sớm hơn dự định. Tại vì là làm thông luôn không nghỉ mà. Hiện tại là 4 rưỡi. Thì chắc là khoảng 5 rưỡi là sẽ xong. 5 giờ hơn là xong. Lúc đầu tính là khoảng 6 giờ, 7 giờ mới xong cơ. Chỗ này thì cũng chất đi bộ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tối ông ngủ trên kia chứ? Ông tối ông ngủ trên kia à? Buổi tối ấy. Ngủ trên kia. Ngủ trên gác kia. Và ngủ tạm trên đấy một hôm, mai ngày kia là chuyển đồ vào rồi. Thế cái giường ông cũng để lên trên đấy rồi á? Cái giường ông đâu? Cái giường đâu? Không có giường đâu. À, tháo luôn cái đấy rồi nhỉ? Ngủ bằng ngủ cái bàn à? Lấy cái bàn này ngủ. Đợi, mấy hôm nữa cái giường xong cháu chọn lên. Mấy hôm nữa cháu lấy cái giường kia lên, nó chưa xong à? Lên cháu xong rồi nhưng mà sơn chưa khô. Đúng rồi, thì là chưa xong. Mấy ngày nữa. Nhiệt tình của mình. Làm không ngừng nghỉ từ 1 giờ. Từ sáng đấy nhờ, quên. Từ sáng đấy, sáng 6 giờ. 12 giờ là đừng nghỉ, 1 tiếng không mưa này. Vâng. Đây là công đoạn cuối cùng của cái nền nhà xây xong là bắt đầu hoàn thành rồi. Cắt nè. Cái này phải để khô, cái này khô cho nó cho chỉ vào đây thôi, để nó chặt. Hay là làm chỗ này dọn dọn xong múc hết vào chỗ này để đỡ bẩn. Xúc cát vào xong. Xúc cát vào để cho nó sử dụng vào chỗ này luôn. Thế thì để lại đấy thôi. Để lại giữa đây à? Chị bảo là để khô thì chị dọn chỗ này xong rồi chị để chỗ này. À vâng vâng, thế cũng được. Cái này phải cần 3 bao xi nữa rồi. Bao xi. Nên nhà, nên mới nhà ông xong rồi đấy. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Mấy hôm nữa vào ở được rồi. Mấy hôm nữa ngủ xong rồi. Ngủ cho mát. Ngủ nằm được cả đất, ngồi được cả đất rồi. Không cần ghế nữa. Nên cái nhát cuối cùng. Nhát cuối cùng. Còn cái chỗ cát thừa này này mấy nữa sẽ cái khu vực này sẽ lấp vào. Lấp vào. Chị bảo là bình thường mấy bao xi chỉ để cho mấy bao để chị lắp cho ông phơi ngô ấy. Vâng, vâng, thế cũng được. Dọn tí để ông phơi ngô, mình dọn chỗ này xong rồi chỗ này còn bê tông là nó dễ. Vâng, vâng. Còn thừa để cho ông để. Còn thừa một tí thì cái khu vực này sẽ láng luôn bên này để ông phơi ngô, phơi gì đấy. Khoảng chục bao xi nhỉ? Bao xi, chục bao xi. Thoải mái mà, cứ cắt cái xi thoải mái chỗ này. Đúng rồi. Láng hết chỗ này, đâm vào cái chỗ kia là phơi ngô thoải mái. Láng hết vào kia cũng được, nhưng mà cái đường này nó láng dày quá, mình không thể theo nó được. Không theo được à? Theo nó là theo nó là chỉ đến đây thôi nhỉ? Theo nó là chỉ có đến đây thôi. Mình san một tí đất này, mình để sang bên kia. Ok. Ông xem nào có ok không? Có được không? Được chưa ông? Được rồi. Ông phải nói tiếng Mông ông mới hiểu. Nói tiếng Nùng, nói tiếng Kinh ông không hiểu mấy. À, xuống. Thì ông xuống chỗ anh trưởng thôn ăn cơm nhá. Hôm nay anh làm ở nhà anh đúng không? Làm bữa nhà anh đúng không? À, làm tổng kết về mấy anh em thợ. Bọn em thì chắc là không ở lại được rồi. Bọn em bây giờ phải đi Simacai luôn nhỉ. Cảm ơn. Bây giờ đi luôn thôi. Thế hôm nào anh em mình uống rượu sau nhỉ? Dạ vâng, hôm khác gặp thôi. Cảm ơn. Anh xem em làm. Đúng rồi. À, vâng vâng, em thiết kế xong là như thế nào rồi? Rồi anh xem chỗ này khô thì thiết kế xong mình để mái vào. Bờ lô xong là mình chỉ nếu mà trồng cột thì nếu mà cột gỗ thì nó mưa vào, nó tầm mưa vào là con thua rồi. Con thua cái cột gì? Mua 2-3 cái cột sắt. Cột sắt à? Cái cột to như cái cột này, ở những cái cột này. Cái cây sắt đấy đúng không? Vâng. Hãy để xem. Cũng làm mái hiên như cái ngoài này này. Đấy cứ làm mình chung cột sắt xong là mình cho
bảo nó hàng sóng cái như thế này dưới để trong điểm gờ khóa luôn, đúng rồi sạc khóa luôn xong rồi mình đi chặt cây về làm thôi. Ông ơi cháu về đây nhá, cháu mù, cháu mù chết đây. Mù chết á? Vâng. À nhau nó ngủ ở mò. Dạ. Ông ngồi đi. À đây ngủ anh nhưng mà đấy, nhưng mà ngủ ở đây à? Chưa có chỗ ngủ. Nó là đi không được nhà ngủ lại ngủ đây đâu. khi nào khô thì cháu vào trong cháu ngủ nhá. À cháu đi vâng. Nhà ngủ. Vâng, bây giờ cháu đi về rồi. À, cháu đi về. Vâng, cháu đi về nhá. Quá giòn ơi. Dạ. Cháu đi ngủ nhá. Dạ vâng. Khi nào cháu ra đây cháu ngủ. Tối nay đấy. Ông già là đi không được nhà rồi ngủ ngủ đây. Mai ngủ sau ông nhờ. Cháu mù chết đây nhá. Pê mù chết. Ôi, cảm ơn các chú nhá, các bác nhá. Cảm ơn anh em nhá. Dạ vâng. Đỡ ông nhiều lắm ấy. Không có gì đâu. Mấy hôm nữa em lại lên nhá. Ông ơi cháu về đây. Vâng, cháu mù chết đây nhá. Như vậy là đã hoàn thành xong cái phần đổ nền rồi. Còn vách viết các thứ với giường thì chắc là vài hôm nữa sẽ quay trở lại. Bây giờ các thợ thì sẽ nghỉ ngơi. Và Huy và anh Tuấn đã gửi cho các bác thợ một ít để ăn tối nay ăn với cả ông ăn liên hoan nữa. Còn Huy và anh Tuấn thì bây giờ lại có thêm một chương trình ở bên huyện khác nữa. Nên là phải di chuyển đi luôn. Cũng rất muốn ở lại ăn một bữa tổng kết. Nhưng mà thật sự là không được rồi. Còn bây giờ thì cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành cùng với Nung suốt thời gian vừa qua. Và mọi người hãy nhớ ấn đăng ký và like để ủng hộ cái chương trình tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại mọi người. Bye bye.